Mình là Lý Xuân Văn, con của thầy. Khi mà nghe đến võ đường Lý Xuân Hỷ thì người ta lại liên tưởng liền đến bài Quyền Miêu Tẩy Diện. Thì con cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về võ đường của mình cũng như là bài Quyền Miêu Tẩy Diện. Cho phép con hỏi thầy là bài Quyền của mình đã xuất phát từ lâu hay là từ thầy sáng tạo ra? Cao ông Cố. Cao Tố. Bài Quyền là mình là từ truyền được từ đời ông Cao. Biết tới bây giờ thầy vẫn còn giữ. Sau này vẫn giữ truyền lại cho con. Dạ, truyền lại. Hồi nãy mà lúc mà vào đây đứng ở ngoài, em nói duy nhất cũng nhìn thấy thầy hướng dẫn tất cả những võ sinh đi tất cả các thế như là trung bình tấn, rồi đinh tấn trái, đinh tấn phải, xà tấn, hạt tấn, miêu tẩy diện là mình sử dụng tất cả những cái thủ thuật nằm trên tất cả các tấn đó, chứ là miêu không có tấn. Nó là cái động tác đầu tiên là miêu tấn. Miêu tấn là cái chữ trùng lại, trùng thấp xuống thôi. Cái miêu tấn là nó chỉ có trùng, nó trùng thấp nó xuống thôi. Trùng thấp xuống. Trùng thấp xuống. Tư thế vậy là miêu tấn. Trong nó ví dụ nó có mấy cái bộ, những cái bộ bách hại như nó kéo về đây thôi. Cái động tác giống tay của mèo. Giống như con mèo nhanh của bách. Ví dụ như tấn công bắt tấn công ở lại. Khi mà tập những cái bài đó thì nó tạo nên cái bộ tay của mình có cái sự phản công, đỡ phản công, uyển chuyển, nó mềm. Để mà đánh được cho cái mức sát thương cao thì mình tập cái gì? Ví dụ như mà thiết xa trưởng là mình thọc vô cá, còn miêu tẩy diện thì mình đánh trảo để cho mà cái ngón này nó bấu. Để khi mà đánh được đối phương thì nó gây sát thương nhiều. Theo lời của võ sư Lý Xuân Hỷ và võ sư Xuân Vân, khi tập bài miêu tẩy diện, võ sinh phải tập cho bằng được sự nhanh nhẹn từ đôi tay. Tuy không thiên về dùng lực mạnh mẽ như hổ quyền, nhưng miêu quyền xoay trở nhanh nhẹn, tấn pháp thấp, thủ pháp gọn và hiểm hơn. Bộ tay cực kỳ linh hoạt dựa trên thủ pháp mau lẹ, vừa sử dụng hổ trảo, chỏ, vừa sử dụng kiếm chỉ điểm vào các quyền đối phương. Sau khi được coi thì Văn biểu diễn bài miêu tẩy diện thì em thấy như cái lúc mà mình đấm xong cái mình chuyển qua động tác luôn. Chỗ đó là cái mình sẽ gọi là động tác thực hiện để mục đích làm gì? Để khi ví dụ như gặp cái sự chống trả của đối phương là mình không co phòng thủ mà mình trực tiếp tấn công tiếp luôn. Đặc biệt là cái phần chân khi mà di chuyển á, không có trụ chắc ở dưới nhiều mà mình lướt nhẹ. Mặc dù lướt nhưng mà khi mà ra đòn á, thì lúc mà dừng lại ra đòn thì rất là chắc chắn. Trước đây mình lấy trụ làm gốc, mình có thể nói là một cái đá gần ba cái đấm. Đó là mình đều áp dụng vô từ những thế đánh của mèo. Thế đánh ở trong cái đó ví dụ như là bước di chuyển là nhẹ nhàng ha. Nhưng mà khi ra đòn thì trọng tâm là trụ nặng lại để mà tập trung để ra đòn. Còn khi thực hiện đòn xong là nhẹ trở lại. Theo cái bài miêu tẩy diện của võ đường chúng tôi thì nó như thế này. Khi mà ông lập được cái bộ quyền thì cũng bó công suất nhiều. Cho nên đã dạy trong tập họ, dạy con trai với con gái như vậy. Con giới cũng không dạy. Còn đến cái thời của ba là võ sư Lý Xuân Hỷ, bắt đầu là ba mới truyền ra bên ngoài với lý do là muốn cho tất cả được tiếp cận với lại cái sự cố luyện của cha ông của ngày xưa, đồng thời là không để cho những cái bài quyền mà
bị mai một. Xuất phát từ suy nghĩ đó, nên khi biết được mục đích của hai chúng tôi, võ sư Lý Xuân Hỷ đồng ý tập cho Duy Nhất những tinh hoa của bài Miêu Tẩy Diện. Bắt đầu buổi tập, võ sư Lý Xuân Văn đã cho người bạn đồng hành của tôi tập một bài thế lực và buộc anh bạn trẻ này phải vượt qua. Đầu tiên nhắc sẽ chống đại. Dạ. Tới đầu. Rồi stop. Rồi tốt rồi. Sẽ thực hiện nhắc đà ha. Rồi mời nhắc. Rồi tốt rồi. Rồi mời nhắc thực hiện hai tà tay. Rồi tốt rồi. Nhắc thực hiện được đòn chọc chân nữa là càng tốt. Rồi quá tốt rồi. Trước khi thầy cho con tập bài Miêu Tẩy Diện thì thầy cho con thực hiện những cái động tác như chống đẩy rồi kéo tạ cũng như là đấm những cái tạ, thì nó sẽ giúp ích mình trong bài quyền như thế nào? Nó làm công lực của con được lên. Dạ. Đầu tiên cái bài Miêu Tẩy Diện thì nó sẽ bắt đầu lập tấn ha. Lập tấn. Tiếp theo là nhất làm miêu tấn. Rồi hai tay đánh lên. Trong bài quyền Miêu Tẩy Diện á, con thấy có động tác chồm lên xuống. Giờ đây là những động tác của thế của con mèo hả? Đúng rồi. Cái động tác như vậy thì nó thể hiện đặc trưng được cái bài quyền, đúng tên của bài quyền. Bộ miêu là nó là mèo vần chuột, đúng không? Vần chuột. Mình tới xong mà vâng chuột. Dạ, cái người mình phải uyển chuyển. Uyển chuyển. Dạ, trong bài quyền này có những, con cũng thấy có những thế đánh rất là hữu dụng, có thể áp dụng vào trong đánh đối kháng được không thầy? Được, dạ, như qua những cái bộ bắt nè, ví dụ như gặp đối thủ đánh ha. Dạ. Thì nó là cái hai bộ, một là bắt xuống. Dạ. Hai bộ bắt lên. Dạ. Trong đường đánh không qua bắt bộ ai ha. Dạ. Rồi quấn đánh lên. Dạ. Bắt. Những cái bộ bắt này là giúp cho mình gạt đỡ những cái đòn tấn công của địch thủ. Thì nó là tái diện mà. Dạ. Lúc nào bảo vệ cái khuôn mặt. Bảo vệ khuôn mặt. Dạ. Đây lúc nào bảo vệ khuôn mặt. Đây ở trên là bảo vệ khuôn mặt. Sau đó thì mình khi địch thủ dồn vô tấn công mình gạt đỡ ra, xong rồi mình phản đòn lại. Những cái đòn phản của mình. Khi mà nhắc được trực tiếp thầy Lý Xuân Văn hướng dẫn bài quyền Miêu Tẩy Diện thì lúc này đây nhắc mới hiểu được ở trong phần bài quyền Miêu Tẩy Diện là mình sử dụng nhiều vào đôi tay để khoác trên khuôn mặt của mình, nghĩa là địch thủ khi mà tấn công vào khuôn mặt của mình thì sử dụng tay mình để mình gạt đỡ, giống như đúng cái tên của bài quyền Miêu Tẩy Diện là mèo rửa mặt, thì đôi tay sẽ giúp cho địch thủ không tấn công vào trong cái khuôn mặt của mình. Không riêng gì thầy Phi Long Vịnh, thầy Lý Xuân Hỷ, thầy Lý Xuân Vân, mà tất cả những vị võ sư khác, những người tôi đã từng thọ giáo, hẳn rất mong tôi sẽ làm rạng danh nền võ thuật cổ truyền Việt Nam. Là người theo nghiệp võ và đam mê võ, tôi nguyện sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng các thầy, những người đã rất yêu quý tôi.